Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi kênh KU ĐẤT TV. Trong video hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cập nhật cho tất cả quý vị và các bạn thấy được toàn cảnh những cái tiến độ mới nhất của dự án cầu Rạch Miễu 2 ở hai trụ chính dây văng B19 và B20 tiến độ hôm nay như thế nào. Hiện tại các đơn vị thi công đã hoàn thành quá trình nâng hai chiếc xe đúc lên trụ chính dây văng rồi và đang tiến hành lắp đặt ván khuôn chuẩn bị thi công cho khối ca mau. Còn đơn vị cáp dây văng thì đang chuẩn bị cho công tác kéo cáp dây văng số 2. Ngày hôm nay thì mình thấy là các đơn vị thi công đang tiến hành hàn những cái ống cáp dây văng để mà chuẩn bị cho công tác kéo cáp, thì có thể là khoảng 2 đến 3 ngày nữa sẽ tiến hành kéo cáp dây văng số 2 mấy anh chị. Còn phía bên trên đỉnh tháp thì các đơn vị thi công đang hoàn thiện những đốt thân trụ cuối cùng chuẩn bị cho công tác cất nóc. Trong video này thì mình sẽ quay thật là cận cảnh chi tiết nhất quá trình làm việc của các anh chiều hôm nay như thế nào, cũng như là công tác chuẩn bị kéo cáp dây văng ra sao. Thì bây giờ mời tất cả quý vị và các bạn cùng nhau xem toàn cảnh những cái tiến độ mới nhất của dự án cầu Rạch Miễu 2 chiều hôm nay với mình nhé.